Câu chuyện về gai A, hơi thở vĩ đại và hành trình tiến hóa của hành tinh có ý thức của chúng ta. Tác giả Jude Caravan Chương 9, Hiển lộ Vũ trụ vốn dĩ thông minh bẩm sinh, đó là một thực thể toàn vẹn mang nhận thức đa chiều và hàm chứa xung lực tiến hóa nội tại. Từ khoảnh khắc đầu tiên của hơi thở vĩ đại kéo dài cho đến tận ngày nay là một hành trình liên tục của quá trình tự nhận thức. Sự có mặt của không, thời gian và năng lượng vật chất tạo nên hiện thực vật lý ba chiều được thấm nhuần ý nghĩa bởi thông tin đến từ các cõi phi nhân quả. Toàn bộ ý thức ấy không phải là thứ chúng ta sở hữu mà chính là đại diện cho sự tồn tại của tất cả. Trong câu chuyện của Gaia, hành trình rực rỡ đó ác hẳn không thể thiếu câu hỏi tại sao mọi thứ lại xuất hiện theo cách này. Tất cả các dạng sống hữu cơ đều cần tính chất ổn định để có thể giữ được phẩm tính toàn vẹn cho năng lực sinh học trong một cơ thể có tính thống nhất của chúng. Khái niệm entropy dễ gây hiểu lầm rằng sự tiến bộ của một hệ thống nào đó theo thời gian nhất thiết luôn luôn là từ trật tự đến rối loạn và càng ngày càng rối loạn hơn nữa. Những sự sống hữu cơ giữ lại tính toàn vẹn cho cơ thể của chúng thông qua cơ chế hoạt hóa năng lượng thông tin và vật chất đầu vào và luân chuyển năng lượng đầu ra theo dòng chảy. Thế nhưng bằng cách nào đó, các sự sống hữu cơ sẽ đảo ngược diễn trình hỗn loạn và thẩm thấu dần trật tự bản địa trong suốt cuộc đời của chúng chỉ nội điểm này cũng cho thấy thuyết hỗn loạn như hiện nay về cơ bản là chưa thật chính xác hỗn loạn đơn giản là thước đo về các trạng thái năng lượng vi mô của một hệ thống với tính chất không thể tránh khỏi và có xu hướng tăng lên theo thời gian nhìn rộng hơn một hệ thống sẽ ngày càng trở nên cấp tiến trong khía cạnh thể hiện thông tin nội tại mà người ta hay gọi là thuyết hỗn loạn tôi cho rằng đây thực chất là hỗn loạn về mặt thông tin như chúng ta đã xem xét các quá trình tiến hóa là những sự thúc đẩy nội tại có ý nghĩa và không thể đảo ngược quá trình trong không thời gian với dòng thời gian một chiều và quan hệ nhân quả đi từ quá khứ đến hiện tại và tương lai luôn được hướng dẫn bởi thông tin mang tính phổ quát và đảm bảo sự gắn kết về mặt sinh học cho các cá thể trong suốt vòng đời của chúng thay vì cố đảo ngược tính hỗn loạn các cá thể lựa chọn việc năng động để cân bằng tối ưu giữa ổn định khả năng hồi phục và thích nghi đến cuối đời Thân xác của chúng sẽ phân hủy và được tái chế liên tục trong hành trình tiến hóa trong toàn bộ sinh quyển Gaia, một hành trình mà chúng ta gọi là không thể lay chuyển của cả vũ trụ. Sự hướng dẫn của thông tin phổ quát kèm theo tính chất hỗn loạn bao gồm 3 bước, một là quá trình thiếu nhận thức về tính trật tự, hai là những khám phá đầu tiên khi thông tin đã được nhúng thành công và được lưu trữ, ba là ngưỡng của quá trình tiếp cận lúc này hỗn loạn sẽ tăng dần và đồng nhất với sự thích nghi của sinh vật với cả môi trường và bên trong nội tại của nó một cuộc đối thoại qua lại của những kẻ trong cuộc có vẻ như hơi tầm phào lúc đầu bởi vì nghe như nó chẳng đem lại lợi ích gì tuy nhiên nếu xét trong bối cảnh tiến hóa việc trao nhận thông tin không lưu loát ngay từ đầu như thế lại khiến nó trở nên rất cơ bản và cụ thể hóa một cách bất ngờ do đó chỉ tập trung vào khía cạnh tiến hóa và cho phép tất cả sinh vật trong hệ sinh quyển đồng tiến hóa một cách toàn diện và thống nhất có tính chất tương hỗ và liên quan mạnh mẽ đến nỗi việc loại bỏ chỉ một loài trong mạng lưới cũng có thể khiến cả hệ sinh thái bị mất cân bằng nghiêm trọng để đạt được sự tối ưu hóa trong khả năng thích ứng các hệ sinh thái sẽ củng cố cho tốc độ thông tin truyền đạt giữa chúng với nhau đó là thông qua tiếng ồn hồng trong một quần thể sinh thái không có cái gọi là điểm trung bình các sự kiện xuất hiện tuyệt chủng xảy ra với tần suất liên tục. Chúng mang tính chất tổng thể và mạch lạc, giữa quần thể và quần thể, giữa sinh quyển và địa quyển, thủy quyển trên toàn hành tinh. Các sinh vật trên sinh quyển Gaia vừa tương hỗ mạnh mẽ lẫn nhau, vừa sở hữu nhận thức cá nhân riêng biệt. Để đạt được sự cá nhân hóa như thế, chúng sẽ duy trì một số thuộc tính cơ bản nền tảng, đó là khả năng duy trì và tái tạo cơ thể thông qua kho thông tin từ bộ gen RNA. -DNA sự chuyển hóa năng lượng ở các dạng thức khác nhau, đồng thời cũng đòi hỏi một thuộc tính yêu cầu sự tổ chức cao hơn là ranh giới có tính bán thẩm thấu nhằm chọn lọc và làm chức năng vừa bảo vệ, vừa dung hòa nội môi và ngoại môi, vừa kiêm nhiệm chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng từ ngoài vào trong và phân giải độc tố từ trong ra ngoài, đó là một kiểu thông dịch viên cho các tín hiệu thông tin hai chiều từ bên ngoài và từ bên trong. Một số phân tử hữu cơ được cấu tạo với một đầu ưa nước và một đầu kỵ nước, Điều này tạo ra hiệu ứng đường hầm lượng tử độc và phản hồi các rung động thông tin thông qua trường năng lượng điện từ và âm thanh. Nó có khả năng hoàn thành phản ứng cho các tế bào và tác động lên hành vi của các tế bào từ các tín hiệu mà nó ghi nhận qua môi trường. Công nghệ chip máy tính là phiên bản đơn thuần của tế bào sinh học. Các tế bào có phản ứng năng động với môi trường thông qua lớp màng. Màng tế bào là nơi đóng vai trò kiểm soát và truyền dẫn các thông điệp của phân tử hoặc thông điệp về năng lượng khi làm điều này màng tế bào đã cá nhân hóa và khác biệt hóa các tế bào với môi trường xung quanh làm thấm nhuần ý thức về bản thân chúng tăng khả năng cảm nhận của tế bào và do đó tăng mức độ tự nhận thức các sinh vật có mức độ tự nhận thức tế bào càng phức tạp thì càng tiến hóa với các sinh vật có tổ chức cao hơn màng tế bào không chỉ cô lập năng lượng bên trong tế bào nó thậm chí còn bảo vệ sự toàn vẹn của sinh vật mà không gì khác hơn chính là bộ gen dna của sinh vật đồng thời ngăn chặn sự tấn công của virus. Cuối cùng, tại những sinh vật có độ tiến hóa phức tạp, màng tế bào là sự phân chia các ngăn bên trong của một tế bào để quy trình truyền dẫn tín hiệu rõ ràng hơn và ngăn chặn sự chồng chéo tên gọi cho các chức năng. Bắt đầu từ kỹ băng hà cực đoan, tức là gần như toàn bộ bề mặt của gai ở được bao phủ trong băng. Kỹ băng hà đã trải qua ba giai đoạn trong hơn 100 triệu năm, cuối cùng được giải phóng bởi hiệu ứng nhà kính từ hoạt động của núi lửa đã giải phóng tình trạng quả cầu tuyết của Gaia, cộng với sự tuyệt chủng của hàng loạt các loài. Trải qua vài lần thảm họa về môi trường như thế, sau cùng, những sinh vật trên Gaia đã tiến hóa để tập hợp mạng lưới cùng nhau. Bản thân chúng cũng triệt để các tổ chức cấu trúc di chuyển để tạo nên sự phức tạp lớn hơn về mặt sinh học hữu cơ và khả năng tự nhận thức cá nhân hóa. Sự kiện oxy hóa vĩ đại là sự xuất hiện của vi khuẩn lam gây ra sự gia tăng mạnh mẽ oxy trong toàn bộ khí quyển và thủy quyển của Gaia, khiến cho các vi khuẩn cổ tịch diệt trên diện rộng và thúc đẩy cho sự xuất hiện của các loài thở oxy hoặc tăng cường khả năng chịu đựng trong môi trường oxy của các vi khuẩn có sẵn. Các trường hợp tiến hóa như vậy là ví dụ đáng kinh ngạc về những sự sống hữu cơ cực đoan tìm cách tồn tại và tiến hóa bằng cách tận dụng tối đa những điều kiện gần như không thể chịu đựng được. Chúng cung cấp cho ta thêm hiểu biết về sự quyết tâm, tính khéo léo và khả năng phục hồi trong xung lực tiến hóa của cả vũ trụ. Càng về sau, khả năng đối phó để tiến hóa với các điều kiện khắc nghiệt càng được mở rộng, điển hình là sự tham gia của các enzyme để xử lý những rủi ro về nhiệt độ, độ mặn, tính axit, tính kiềm, áp suất, chân không, mất nước, bức xạ, vân vân. Những sự sống hữu cơ cực đoan nhất được biết trên Gaia có thể kể đến là những kẻ được phát hiện có khả năng sống trên đường nhựa, hít thở lưu huỳnh và ăn đá, như Biriet phua hoặc ăn cả chất thải hạt nhân, hoặc chịu được tình trạng mất nước nghiêm trọng, độ lạnh và tính axit cao, mức ủy viên cao và chân không của không gian, như vi khuẩn cứng rắn có tên là cỏ năng. Mặc dù đa dạng là thế, tất cả mọi đứa con của Gaia đều mang trong mình một đặc tính chung cố hữu. Đó là trong cơ thể của chúng có nước, tất cả, bao gồm chúng ta, những bào thai lớn lên từ trong bụng mẹ được hình thành và nuôi dưỡng trong môi trường nước. Theo nghĩa đen, mọi đứa con hữu cơ của Gaia đều lưu giữ ký ức về đại dương nguyên thủy của cô ấy trong mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng thư viện ông Năm đến hết quyển sách này. Trân trọng